hai vợ chồng nó mới đi bao xe đi lên thành phố, mà nó đi tới bệnh viện Hùng Vương là nó sợ cảm thấy nó mệt rồi, bắt vô cấp cứu luôn. Rồi cái vô bác sĩ là khám là nói nở tử cung là một phân rồi, thôi giờ cho nhập viện luôn. Thằng con nó nghe vậy biết không, nó lùng bùng hai lỗ tai, nó muốn điếc con rái nó rồi. Hỏi gì nó đứng trần trơ, nó y như người không khí vô hình vậy đó. Dẫn nó qua bên tay pha tay mũi họng. Trời ơi, gì vậy? Chị xui ơi, giờ chị lên gấp đi, chứ bây giờ con Mai trong Mai thì nó nhập viện cấp cứu, còn thằng bé Sang thì chồng trong Mai thì bây giờ nhập viện luôn rồi, bây giờ là nó điếc luôn rồi giờ nó... Quê đâu mà bưởi bự quá trời à. Bưởi già xanh. Trời ơi cô ơi, con khoái bưởi này lắm. Trời con đem lên 8 trái mà ginh không nổi. Thôi 8 trái lần hả? Còn bỏ dưới 3 trái ginh không nổi. Dạ, giờ của vườn nhà chú Huyền Linh ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Ủa Tiền Giang hả? Dạ. Vậy là huyện nào? Ấp Long Hòa A, xã Đậu Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Mà đúng ra bưởi này nó không được tốt bởi vì mình bơm cát lên á. Bơm cát lên bưởi nhà có cát không? Không có. nó không có cát mà nó chết. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu nha, mời hai người ngồi. Ngồi chơi đi, chú vô ăn bưởi đi. Rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu từ Tiền Giang lên đây tham gia chương trình. Dạ, xin chào MC chú Huyền Linh. Dạ, với chào MC cháu Lê Lộc. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Phan Thị Huệ, 58 tuổi. Lên đây rất là cảm như nói xin lỗi. Vừa vui mừng mà vừa hồi hộp mà vừa lo âu nữa. Dạ, vui là vui sao cô? Cũng như là thích có khán giả. Hồi đó giờ mình nói xin lỗi, ở quê mùa mình chưa có từng được lên thành phố mà cũng chưa từng được tiếp xúc. Không sao cả, mình coi như người nhà nên mình tâm sự với nhau đi cô ha. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, con chào chú Huyền Linh. Dạ, chào MC Lê Lộc. Dạ, con tên là Trịnh Thị Châu Mai. Dạ, con 23 tuổi. Dạ, con quê ở Chợ Gạo, Tiền Giang luôn ạ. Chợ dạ, Gạo. Dạ, em làm dâu mẹ được 2 năm, hiện tại là có bé được 6 tháng tuổi rồi. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình khi còn quá trẻ đó, cô cảm nhận con dâu này như thế nào, có ấn tượng gì không? À, 2 năm về trước á, là cái mùng 1 Tết á, chiều là cái như con cái đi chơi hết trơn rồi. Cái mình ở nhà cái mình mệt quá, cúng quải xong rồi mình vô mình ngủ sớm. Cái cỡ 9-10 giờ tự nhiên nó chạy về. Mẹ, dậy mẹ. Có bạn con về, có bạn con dẫn gia đình tới. Bạn mày thì dẫn về mày tiếp đi, mất chứng thì mày kêu tao để con ngủ. Bởi vì có người già mà có người trai rồi có người sùng sồn nữa mẹ. Tiếp phụ giùm con đi. Cái qua cái Ngọc cũng ráng thôi kệ đi con mình, nó về phải chịu, nói bạn gái á, nghĩ bạn học bạn cũ thôi chứ không có nghĩ rằng là bạn gái vẫn về với mẹ ruột. Do cái bà chết bà nhán bưng ra dĩa mứt ra ngang người xôm tụ lắm nha, ỷ ta đây lớn bị thấy nhỏ nhỏ bên bển là nói đúng ra cô này là con gái một mà con gái trưởng á, mẹ còn nhỏ xíu hà, mới 40 mấy tuổi hà, người cậu người mợ cũng còn có chút xíu hà, người nghề anh bà con á ốm mà nhỏ chừng 30 mấy tuổi mà ốm nhôm nhất à. Ai mà ốm hết trơn ha. Bị quá chết bị nhát thứ ngủ mà mới sực sờ vậy mà. Xin chào các con. Con vui vẻ, nó mới vui vẻ nha, khỏe mạnh nha. Giờ mời ngồi uống nước với cô nha. Ngồi uống nước tự nhiên đi, để thằng Sang đó rồi nó châm trà lên ngồi uống nước nha, tự nhiên nha các con. Cái thằng Sang nó lên châm trà lên. Mẹ của bạn Mai con chứ không phải các con nha mẹ. Tức là của vậy hả? Cái... Nói đứa nào là mẹ của bạn Mai. Lúc đó con xử lý sao? Vậy con cũng cười thôi chứ tại mẹ cũng mới gặp mẹ. Mà mẹ nói nhanh quá không kịp luôn đúng không? Dạ mẹ nói nhanh quá. Nói... Buồn. Mẹ về quê là buồn. Con cảm giác là con hợp với mẹ gì? Gia đình cuối tuần thì tụ họp ăn uống mà hay quên, nhà con có cái điện thoại thôi thì nhiều khi bấm xong rồi để đó là lát hồi đi kiếm hết nhà luôn. Còn mẹ thì nhiều khi đi chợ, nhiều khi đi vào về cái nhớ lại quên mua cái này quên mua cái kia, cái ngày đi 2-3 lần luôn. Hai mẹ con hợp có một cái nó gì nữa nè, tôi sanh 5 đứa con rồi mà nhân hồi đó tới giờ ở quê, hồi xưa ở quê á, cái ra đồng hát ta nay hát nghiêu ngao rồi đó, không biết giọng đờn không gì hết trơn mà kiểu hát nghiêu ngao, rồi giờ tới bé Mai cũng giống y hệt luôn rồi đó vậy đó. Sao? Ôi tiếng hát bay xa gợi lòng thương nhớ thiết tha, mảnh đất dành đai sông nước còn đây mà chị gắm đã ra đi, vết một mùa xuân huy hoàng trên đất mẹ
giữa dòng dây của lũ vật quanh mình. Ơi thân gái một mình, viên đạn cuối cùng mà chỉ dẫn tấn công. Ơi người con gái kiên trung, 19 tuổi dưng nay đây trọn cuộc đời mình. Ôi chị đẹp tuyệt vời. Cô mà hát vậy chẳng những con nhỏ nít nó ngủ mà người lớn cũng ngủ luôn á. Ở nhà mình hai mẹ con mình chưa hợp nhau điểm gì không cô? Những cái chuyện gì á là mới vừa nó lú ra là cô chọc rồi, bị nói nhiều mà. Nó có bầu phải không? Nó cầm điện thoại rồi nó ngồi nó ăn bánh tráng giò, nó ngồi nó có bầu mà nó thèm mà nó ăn bánh tráng giò không, nó ngồi mặt thấy thương quá trời, cái nói con ơi con đừng có chơi điện thoại nữa. À giờ con có thèm cái gì con nói với chồng con á, mua cho con ăn ha, nhăn nhớ có bầu là con phải là ốm nghén là nó phải thèm đủ thứ ăn cho đủ chất, đặng cho thai nghén nó mới có đủ đề kháng, đặng cho em bé nó mới mau lớn nha. Con ráng cố gắng lên, con chơi điện thoại ít lại để sau này sợ chơi điện thoại mình ấy cái nhiều nó ảnh hưởng với thai nhi á. Đúng rồi, có dặn cái đó rồi á, là ăn gì thì con cứ nói với chồng con á, mua cho ăn mà ăn một mình con thôi, còn mẹ đừng có lo tới, mẹ có chị ba anh hai đồ quý đồ mua cho mẹ ăn không có thiếu gì hết trơn á, con đừng lo tới mẹ, mẹ chồng nàng dâu chứ mà thật sự con như người bạn tri kỷ của mẹ vậy á. Mấy đứa con cái đi ra xa nhà, đương nhiên đi làm hết, sáng ngày đi làm, chồng cũng đi làm, con cái cũng đi làm hết. Rồi ở nhà con mình là nhờ cưới nó về có ở chung á. Ừ. Trời ơi nó vui biết bao nhiêu. Con có sợ mẹ chồng không? Dạ không, mẹ nói chuyện vui vẻ lắm hả. Mẹ lúc mà con về con trẻ quá, con có làm phụ mẹ gì không? Cũng có phụ rửa chén, rồi phụ lật rau này kia. Nấu ăn á thì ở nhà mẹ là đầu bếp chính. Ừ. À, từ xưa giờ là mẹ nấu ăn cho cả nhà ăn là quen rồi. Có ngày bữa hôm đó thì con cầm điện thoại con lướt Facebook, người ta hướng dẫn cách để mình nấu sâm bổ lượng á. Con nấu xong có cái rong biển mà rong biển tươi á, đáng lẽ là chín rồi mình bỏ vô sau, còn cái này là con bỏ vô một lượt hết trơn luôn, xong rồi cái lát hồi nó tan ra nó mất tiêu hết trơn rồi, nó không còn cái cọng rong biển nào luôn. Bữa ra bệnh, tôi nói chứ nghe, biết gửi chồng mua đồ là dĩ nhiên không biết nấu rồi. Cô ta thấy cũng làm, bởi vì đang tướng tết rồi, thôi để cho nấu đi, bệnh nằm kế bên đó. Nấu xong cái nói mẹ, con nấu sâm bổ lượng rồi nè, mẹ ăn đi mẹ. Lại dở cái son ra, cái nói ủa sao mà nó nhừ y như cháu ăn liền vậy nè. Mẹ có dám nói thẳng những vấn đề con làm dạ, sao? Dạ có, tất cả những vấn đề mẹ đều nói thẳng ra hết. Cái điều gì mà hai mẹ con bất đồng quan điểm với nhau nhiều nhất? Nói chung là về cái ăn uống thì có cái khác biệt là gia đình thì ăn mặn mà mẹ thì ăn chay đó. Thì có khác nhau vậy thôi. Bởi vì mới về mới mấy tháng là cháu đã mang thai, là ốm nghén, là thấy cảm thấy là mệt mỏi rồi. Mình thì cũng có rút kinh nghiệm là hồi xưa mình là cũng y vậy, mình từng mang thai 4 đứa con như vậy. Rồi cái nói thôi giờ con mới ráng dưỡng sức đi. Hồi đó giờ mẹ làm nội trợ đã quen rồi, rồi giờ để mẹ làm rồi. Mẹ chăm dâu đẻ luôn hả? Ta sanh là 9 tháng 10 ngày, còn cháu hả? Nó tới 40 tuần, tới 10 tháng mà chưa đẻ. Cha nói với tụi bạn nó thôi giờ hai đứa con nó giờ dẫn vợ lên bao xe, dẫn vợ lên trên thành phố đi khám coi sao. Nó hai vợ chồng nó mới đi bao xe đi lên thành phố, mà nó đi tới bệnh viện Hùng Vương là nó cảm thấy nó mệt rồi. Cái ghé bệnh viện Hùng Vương vô là cái vô nó mệt, nó cao huyết áp rồi. Bắt vô cấp cứu luôn. Rồi cái vô bác sĩ là khám là nói nở tử cung là một phân rồi, thôi giờ cho nhập viện luôn. Trong đó cái bắt đầu thằng con nó nghe vậy biết không, nó lùng bùng hai lỗ tai, nó muốn điếc con trái nó rồi. Hỏi gì nó đứng trần trơ, nó không, nó y như người không khí vô hình vậy đó. Chứ mà chồng cũng căng thẳng mà. Dạ. Rồi sao lúc nó gọi cô lên bằng cách nào? Chị xui á, dạ. Mày dẫn nó qua bên tay pha tay mũi họng. Trời ơi, gì kỳ vậy? Chị xui, chị mới điện về. Chị xui ơi, giờ chị lên gấp đi, chị lên gấp đi. Chứ bây giờ con mai cho mai á thì nó nhập viện cấp cứu. Còn thằng bé Sang á thì chồng cho mai á thì bây giờ nhập viện luôn rồi. Bây giờ nó là nó điếc luôn rồi giờ. Tôi run quá, tôi chạy về nhà. Đi tới rễ tôi lỡ chở Mỹ Tho mình á. Cái nói con ơi giờ chở mẹ về gấp đi. Chứ bây giờ hả, nói lỗi mẹ hết đường đi rồi, hết thấy đường đi rồi mà giờ mẹ run quá trời không có đi được nữa rồi. Soạn đồ mà mắc chứng gì tôi nói hăng. Tôi soạn một hơi nó 8 vỏ. Một vỏ sách ta thì đồ của thằng trai, một vỏ sách thì đồ của cô dâu, một vỏ sách của em bé, rồi một vỏ sách của tôi, rồi gia lận vỏ sách của mền gối của trai, rồi vỏ sách thôi tao dồn chung đi. Chung gom cái nhà luôn hả? Sửa sùng của em bé, rồi tới phiên của tôi sửa sùng của tôi nữa.
mẹ đi tản cư ha, mẹ lên Sài Gòn đi. Đem cho ai giữ vậy hả? Khi thấy mẹ mà lo lắng cho mình như vậy, con cảm nhận thế nào? Cũng rất là vui được mẹ xem như là con gái vậy mình vậy. Dạ con cảm động. Nhưng mà tại sao con đăng ký chương trình này? Dạ thì con thấy chương trình này cũng hay, còn nhiều cái để mình học hỏi thêm, mình chia sẻ những cái mẹ chồng nàng dâu trong gia đình thế nào. Nói chung con may mắn con gặp mẹ chồng rất là vui và lo lắng cho con nữa. Để xem coi chồng con nói thế nào về mẹ chồng của con với con nha. Dạ con là con một trong gia đình, cho nên mẹ chồng con tới chạy tới lùi hai bên, mẹ cũng từng mẹ thông cảm. Vợ con còn bé người non dạ thì cũng mong mẹ dạy, mong mẹ khỏe mạnh, vui vẻ cùng con cháu. Mẹ tuy nói nhiều, nói những điều hay là phải để mong cho vợ nên người ha. Thì mong vợ tiếp thu và học hỏi để cùng chồng xây dựng những giải cho gia đình mình hơn. Qua 2 năm thì con thấy con có thiếu sót gì với mẹ chồng của con không? Thiếu sót thì chắc nó là... thì nó còn nhỏ, nó cũng như là nói gọi là thiếu sót thì dĩ nhiên cũng phải thiếu sót mà, nhưng miễn vừa mà mở miệng ra thì có bà mẹ chỉ hết lên rồi. Nhưng mà cô có điều gì ở chị mà cô chưa hài lòng? Như tắm con ha, hoặc là kia nọ nó chưa có biết làm. Yeah. Thì mình đã dạy rồi, nó cũng nghe lời, nó bắt chước theo. Hai vợ chồng á hồi đó giờ nói chung là sống 2 năm rồi mà chưa từng gây lộn, mà cũng chưa từng quýnh lộn, mà đều có cái như chiều có cái giỏng đi hái bông su đũa vô hai chồng lật lẫn hồi, thằng đau đau lưng đưa thằng nào cũng đau lưng, thằng nào nằm trước thằng đó được rồi nha, vậy cho mượn giỏng coi, vậy vợ cho mượn giỏng coi, chồng đau lưng quá thôi vợ ngồi chút nằm về cái niệm đi, nằm niệm hai thằng hồi dớ qua lại mình thấy không ổn rồi, vẫn chơi chứ hồi thế nào cũng có chiến tranh, dừng lại tấp lại nha. Để hồi là có chiến tranh mẹ không có can đâu nha. Vậy là ngon rồi, mẹ chồng rồi coi như là nấu ăn cho con dâu quá trời nhiều rồi. Dạ. Cảm ơn cô, hôm nay gặp rất là vui nha. Dạ. Cảm ơn mấy cái bưởi Mỹ Tho luôn. Con hứa với mẹ đi, sau đây sắp tới con sẽ làm gì cho mẹ vui lòng nào? Con nợ mẹ một cái lời cảm ơn trong thời gian mà chăm sóc cho con, cho cháu. Mong mẹ được luôn mạnh khỏe để vui vẻ với con cháu. Cưng lắm. Dạ, cưng lắm, mà mẹ chồng là cưng con dâu lắm luôn á. Cảm ơn chúng mình gửi tặng chương trình.